Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm một trang form login dạng cái slide này, có cái slide như vậy. Và đây là một cái form rất là đẹp và tôi gọi cho nó là cái form dạng smart login. Thì hôm nay tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn làm cái trang này sử dụng đây. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái công nghệ là Bootstrap Framework. Đó, thì tôi sẽ đi ra ngoài và tôi sẽ đi đến cái trang getbootstrap.com. Rồi ở đây thì tôi sẽ sử dụng cái version của đằng Bootstrap là 3.3.7. Đó, các bạn cũng có thể download cái phiên bản mới hơn. Tôi sẽ đi download cái version này. Click cho download Bootstrap. Rồi tôi chọn OK. Rồi nó đã download được xong. Và tôi sẽ đi vô cái folder chứa nó và tôi giải nén nó lại. Tôi chọn Extract kia. Rồi tôi sẽ vô cái folder này và tôi cất ba cái folder này vô cái đồ z của tôi. Rồi tôi sẽ ra desktop và tôi tạo ra một cái folder để mà chứa đồ z của tôi. Tôi đặt tên cho cái đồ z của tôi là demo smart login. Rồi tôi sẽ pass ba cái folder vừa nãy. Rồi đây là ba cái folder chứa các style của Bootstrap. Rồi cái folder css thì tôi sẽ để lại cái file bootstrap.css. Các file còn lại tôi sẽ delete nó đi. Các bạn cũng có thể để lại cái file bootstrap.min.css. Đây là cái file nén của thằng bootstrap, của file bootstrap.css. Rồi tôi sẽ xóa các file còn lại đi. Rồi trong cái folder phong thì mấy cái file này tôi giữ lại hết. Rồi trong folder js thì tôi sẽ giữ lại cái file bootstrap.js và hai file còn lại tôi sẽ xóa đi. Hoặc là các bạn cũng có thể để lại cái file bootstrap.min.js cũng được. Đây là cái file nén của cái file bootstrap.js. Đó, tôi sẽ đi delete cái hai cái file này đi. Rồi tôi sẽ ra ngoài và tôi đi tạo ra một cái file. Đó, là tôi đặt là index.html. Rồi tôi chọn z. Rồi tôi mở cái file này bằng notepad cộng cộng và tôi sẽ đi viết code ở trong cái sử dụng thằng notepad cộng cộng luôn. Rồi tôi quay lại thằng Bootstrap và tôi đi đến cái mục basic template. Và tôi sẽ đi copy cái đoạn code template mẫu của thằng Bootstrap này và tôi sẽ bỏ lại cái file index.html của tôi. Đó. Thì đây là một cái file mẫu. Tôi sẽ xóa một số cái dòng không cần thiết này đi, mấy cái dòng mà nó comment không cần thiết này đi. Rồi cái title của website thì tôi sửa lại thành Mark Smart Login. Rồi, cái dòng comment này tôi không cần, tôi sẽ xóa đi. Rồi tiếp theo thì cái tên file tôi sửa lại là bootstrap.css như vậy. Rồi tiếp theo thì cái comment bên dưới này tôi cũng xóa đi. Rồi cái file script thì tôi sẽ ngoắc vào cái file bootstrap.css. Rồi tôi đi cho save. Rồi tiếp theo tôi sẽ mở cái file này bằng chữ Việt lên. Đó thì nó hiện lên cái chữ Hello World như vậy. Đó thì bên trong là tôi có một cái chuỗi để trong cái cảnh H1 là Hello World như vậy nên nó sau này là Hello World. Tiếp theo thì tôi sẽ xóa cái chỗ này đi và tôi đi hướng dẫn các bạn đi viết code tạo ra cái trang Smart Login. Tôi sẽ có cái thẻ section. Rồi, trong cái section này thì tôi có một cái class cho nó. Tôi đặt cho nó là Section Login. Rồi tiếp theo, bên trong thẻ section này tôi có cái thẻ div. Class thì tôi cho nó là bằng column XS tức là XNI small. Tôi cho nó chiếm 2 column. Và column small SM tức là small tôi cho là chiếm 3 column. Đây là cái style cho cái màn hình như là nhỏ như là smartphone. Rồi tiếp theo thì tôi có cái column medium. Tôi cho nó là 3 column. Rồi column lab tôi cho nó là 4 column. Đây là cái style dành cho cái màn hình lớn. Column medium là dành cho cái màn hình vừa, là màn hình như là máy tính bảng. Rồi tiếp theo thì tôi copy ba cái khối div này ra và tôi sẽ đi sửa lại cái khối ở giữa, cái khối thứ hai thì tôi sửa lại column small 8, x small 8 và column small 6. Rồi column medium thì tôi cho là 6. Rồi
Columnar thì tôi cho là 4, và tôi cho thêm một cái class là form background. Ở bên trong thì tôi có một cái thẻ H3. H3 thì tôi sẽ chứa cái title của nó là login now. Rồi, tiếp theo thì tôi có một cái thẻ div nữa. Trong thẻ div này thì tôi cũng cho nó cái class. Tôi copy cái khối class ở trên xuống và tôi xuống tôi chỉnh sửa nó nhanh. Tôi sẽ chỉnh sửa là column XS12 và column small 12. Rồi column medium tôi cũng cho là 12. Rồi column last thì tôi cũng cho là 12. Rồi tiếp theo này tôi lại có một cái thẻ div bên trong nữa. Rồi thẻ div này thì tôi có cái class là bằng row. Rồi tiếp theo thì tôi có cái bên trong thì tôi có một cái khối có thẻ form. Thẻ form này tôi đặt cho nó cái name là bằng login form. Rồi cái method thì tôi cho là bằng post. Rồi bên trong thẻ form này tôi sẽ đi viết code tiếp. Tôi có cái thẻ div nữa. Tôi có cái thẻ div đầu tiên này thì tôi sẽ cho nó một cái class. Class tôi cho nó là form group. Rồi tôi đi tôi xài. Rồi bên trong cái div form group này tôi lại có một cái div nữa. Và tôi có nó cái class là tôi sẽ bỏ cái class xs đi và tôi có cái class là small 12, column 12 và column nat 12. Và tôi thêm cho nó một cái class là form item. Bên trong thì tôi có một cái thẻ input và tôi cho nó cái tag thì là bằng tag. Tiếp theo thì tôi có cái name là bằng username. Tiếp theo thì tôi có cái class cho nó là bằng form control. Rồi tiếp theo thì tôi có cái placeholder. Placeholder thì tôi cho nó là username 2 chấm. Rồi tôi click to save và tôi đi refresh lại trình duyệt. Đó thì cái form của tôi hiện tại nó đã có được một cái style như vậy, có một ô checkbox như vậy. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ copy cái div class form group này và tôi pass xuống và tôi tạo tiếp cho cái thằng password. Thì tôi thay đổi cái type của cái input này thành password. Rồi tiếp theo cái name thì tôi cũng đặt cho nó là password. Class thì tôi để cho nó là form control luôn. Và cái name holder thì tôi sửa lại thành password 2 chấm. Rồi tôi đi save, tôi lại refresh lại trình duyệt. Đó thì cái form nó có thêm cái ô checkbox cho thằng password. Rồi tiếp theo thì tôi cũng copy cái khối div class form group này và tôi tạo tiếp. Thì ở đây thì tôi sẽ thay cái class của nó là column small 6, column medium 6, column large 6. Rồi tôi copy cái khối này xuống thêm một khối nữa. Rồi bên trong cái khối này thì tôi sẽ có một cái thẻ input. Tại tôi cho nó bằng checkbox. Tiếp theo thì tôi có cái name cho nó thì tôi đặt là remember me. Tôi thêm cái chữ remember me ở sau cái thẻ này. Tiếp theo thì tôi có một cái thẻ A. Thẻ A thì tôi sẽ cho nó cái href là bằng dấu thăng. Vì tôi chưa có cái trang cụ thể nào nên tôi để là dấu thăng. Tiếp theo thì tôi sẽ thêm cho nó cái dòng chữ là forward password. Ở đây đây là một cái link mà tôi sẽ dẫn người ta đến cái trang để mà người ta reset password. Đó. Ở đây là do tôi chưa có cái trang reset password nên là tôi để là dấu thăng như vậy.
Rồi, thằng này thì sẽ đã trình duyệt đó, thì nó có thêm cái ô checkbox để mà bởi mi và cái link có quẩn như vậy. Tiếp theo thì tôi lại copy cái khối clip ở trên xuống. Và các bạn có thể để cách ba cái khối clip này ra cho nó nhìn cho nó dễ nhìn. Rồi. Cái khối nút này, cái clip này thì tôi thay cái thẻ input này, tôi thay cái tag là bằng submit và cái name thì tôi cho là submit luôn. Và cái class này thì tôi bỏ đi, tôi đặt cho nó cái class là btn login. Rồi, cái này order này tôi không cần nữa, tôi sẽ bỏ đi. Rồi tôi sẽ cho nó thêm cái attribute là value. Value thì tôi cho nó là login. Rồi tôi save. Rồi tôi lại copy cái khối này xuống. Tôi sẽ thêm cho cái code này một cái class là user register. Rồi cái thẻ input này tôi sẽ bỏ đi, rồi tôi thêm cho nó một cái thẻ BR và tôi có một cái chuỗi là đông hết ân là cao. Tôi có một cái thẻ A, thẻ A này tôi sẽ dùng để mà link tới cái trang visitor, thì tôi cho nó cái href là bằng dấu thẳng. Ở đây thì tôi chưa có trang visitor nên là cái href là tôi để dấu thẳng, và tôi cũng có cái chuỗi digital ở đây, digital ở là cao, là cao. Tôi link cho sạch defend lại trình duyệt thì đó, cái trang login của tôi nó như vậy và nó chưa có cái sinh thái nào hết nên là trông nó như vậy. Thì tiếp theo thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn viết sinh thái CSS để chỉnh cho cái form của tôi. Tôi sẽ đi vô cái folder CSS và tôi tạo ra một cái file nữa này, tôi tạo ra cái file là main CSS. Rồi tôi ok, rồi tôi sẽ vô lại cái trang này và tôi đi mắt với cái file main.css kìa. Đây tôi sẽ copy cái này xuống và tôi chỉnh sửa cho nó nhanh. Đây tôi sẽ sửa cái tên nó bootstrap lại thành là cái file main.css như vậy. Rồi theo thì tôi sẽ mở cái file main.cs này lên và tôi đi viết code ở trong này. Thì đầu tiên thì tôi sẽ có một cái class là bằng section login như vậy. Tôi sẽ copy cái tên class qua cho nó nhanh. Rồi tôi đầu tiên thì tôi viết như vậy. Rồi tôi có cái min height. Tôi cho nó là 700 pixel. Rồi tiếp theo thì tôi có cái background. Background thì tôi cho nó là thằng FE C0 9B. Rồi tôi click save. Rồi tôi sẽ đi refresh lại cái trang. Đó thì cái màu background của tôi nó đã thay đổi như vậy. Rồi tiếp theo thì bên trong này tôi có một cái class là form background, thì tôi sẽ viết style cho cái form background này. Form background này thì tôi cho nó cái background là cái màu như sau, thăng E9. Rồi tiếp theo thì tôi có AB 9C. Rồi tôi đi cho save. Rồi tôi đi refresh lại chỉ dần. Đó thì cái màu background và cái phần bên trong này nó thay đổi như vậy. Rồi tiếp theo thì tôi thêm cho nó cái mặt kính top. Tôi cho nó là bằng 120 pixel. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái mặt in bottom. Tôi cho nó là 10 pixel. Tiếp theo thì tôi có cái mặt in top. Mặt in top thì tôi cho nó là 10 pixel. Tiếp theo thì tôi cho nó cái mặt in bottom. Mặt in bottom thì tôi cho nó là 50 pixel. Rồi tôi click save. Rồi tôi đi refresh lại chỉnh duyệt. Đó thì cái form của tôi nó chỉnh lại như vậy. Rồi tiếp theo thì trong cái form background này tôi có một cái thẻ là H3, thì tôi sẽ đi viết ra style cho nó như sau. Rồi tôi có cái thẻ H3 như vậy, tôi sẽ có cái dấu mũi tên chọn với cái thẻ H3 như vậy. Tôi có cái style cho nó như sau. Rồi đầu tiên thì tôi có cái test align
thì tôi cho nó là center. Rồi tiếp theo thì tôi có cái marking top thì tôi cho nó là 30 pixel. Rồi tôi click cho save. Đó, thì tôi sẽ defend nè. Đó thì cái trang cái tiêu đề login now nó ra giữa như vậy và nó marking top như là 30 pixel như vậy. Tiếp theo thì tôi sẽ chỉnh cho cái hai cái ô text box này nó cách nhau ra. Thì bên trong cái mấy cái ô text box này thì tôi có một cái class là form item. Thì tôi sẽ copy cái form item này ra và tôi viết style cho nó như sau. Đó, cái form item này tôi sẽ cho nó cái margin bottom là bằng 30 pixel. Rồi tôi click cho save. Rồi tôi sẽ refresh lại trình duyệt. Đó thì hai cái ô text box này nó cách nhau ra như vậy. Tiếp theo thì tôi sẽ cái thằng forgot password này thì cái thằng forgot password này thì tôi sẽ cho nó thêm một cái class là reset password như vậy và tôi sẽ đi qua đây và tôi viết style cho nó. Tôi sẽ có cái cho nó cái tag là like, cho nó là sandwich phải là right, click to save. Đó, tôi sẽ cho cái forgot password này nó căng qua bên phải. Đó, thì tôi defect lại. À, do là trang index tôi chưa được. Rồi, tôi sẽ defect lại trình duyệt. Đó, thì cái forgot password nó đã căng sang bên phải như vậy. Tiếp theo thì tôi sẽ viết style cho chỉnh cho cái bút tầm login này. Thì trong trong cái bút tầm login thì tôi có một cái class là btl login như vậy. Thì tôi sẽ copy cái class này. À, tôi viết style cho nó như sau. Và tôi sẽ đi viết style cho cái button login như sau. Tôi có cái padding. Tôi cho nó padding top là 12 pixel. Tiếp theo là padding size thì tôi cho nó là 38 pixel. Rồi, tiếp theo thì tôi có cái font size. Font size thì tôi cho nó là 18 pixel. Rồi, tiếp theo thì tôi có cái text transform. Cái trạng form thì tôi cho nó là uppercase, tức là cho nó viết hoa hết. Rồi tiếp theo thì tôi có cái letter spacing, tôi cho nó là 2 pixel, tức là khoảng cách giữa các chữ. Rồi tiếp theo thì tôi có cái background cho cái nền của nó, nền của cái bức tần này thì tôi cho cái mã màu như sau. Tôi có thằng F0 BC D4. Rồi tiếp theo thì tôi có cái color, cái màu chữ thì tôi cho nó là white, là màu trắng. Tiếp theo thì tôi có cái border thì tôi cho là none. Tiếp theo này tôi có cái outline, tôi cho là none. Rồi tôi có cái display thì tôi cũng cho nó là table. Rồi tiếp theo thì tôi có cái cursor, cho là pointer. Rồi tiếp theo tôi có cái margin, tôi có là 15 pixel. Auto. Rồi tiếp theo tôi có là 34 pixel. Rồi tôi cho save. Rồi tôi sẽ đi refresh lại trình duyệt. Rồi thì cái button margin của tôi nó đã chỉnh style như vậy. Ở cái giữa cái chỗ cái remember for remember me và forward password và cái button login này thì tôi muốn cho nó có một cái khoảng trống để khi mà người ta login mà chẳng hạn như nó thất bại hoặc là nó thành công gì đó thì tôi sẽ show cái message ở cái chỗ này, nên là tôi sẽ thêm cho nó một cái khoảng trống như sau. Thì tôi sẽ copy cái chỗ này xuống và tôi sẽ để ở đây, thì tôi sẽ bỏ cái thẻ input này đi. Thì tôi sẽ cái chỗ này thì tôi sẽ dùng để mà show cái nét message khi mà người ta login thất bại hoặc là đó, cái này dùng để mà show message khi mà người ta login success hoặc là fail thì tôi sẽ show ở đây. Tôi sẽ đi test lại trình duyệt. Đó thì cái button login của tôi nó đã cách ra như vậy.
Tiếp theo thì tôi sẽ viết chỉ tay cho cái chỗ mà đông hết là cao này, cái link digital là cao này, thì tôi sẽ đi viết chỉ tay cho nó như sau. Thì ở đây thì tôi có một cái canvas là user digital, thì tôi sẽ đi viết code nó ở đây. Cái test ở này thì tôi cho nó là center, diện tích nó là giữa. Và tiếp theo thì cái chỗ phần cái phần ở bên dưới này thì tôi sẽ chỉnh cho nó ngắn lại, thì tôi sẽ lên cái phần form cao này, thì tôi sẽ bỏ cái đỉnh bottom này đi. À, tôi đi cho save, tôi đi tìm test lại. Đó thì cái trang của tôi, login của tôi hiện giờ nó đang như vậy. Đó, như vậy là tôi đã hướng dẫn cho các bạn làm được cái trang login mà dạng smart login như vậy, một cái trang style rất là đẹp như vậy. Thì tôi xin tạm dừng video hướng dẫn của tôi tại đây. Ở buổi tiếp theo nếu mà tôi có thời gian rảnh thì tôi sẽ hướng dẫn bạn làm một cái trang digital cũng có cái style như vậy. Trang digital thì nó có nhiều ô checkbox để cho người ta nhập thông tin, đồng thời nó có một cái ô checkbox để người ta nhập ví dụ như cái trường birthday, nhập ngày tháng, thì tôi sẽ sử dụng kết hợp với thằng GPD UI để mà tôi sâu lên một cái hộp thoại để cho người ta chọn ngày tháng. Thì nếu mà các bạn thì tôi sẽ hẹn để làm cho các bạn ở video tiếp theo.